luôn mọi người. Là mình đây, mình là phát về là anime đây. Và hôm nay mình sẽ làm tiếp, mình sẽ về đi bộ sưu tập của mình. Hôm nay thì mình đang mình mới vẽ một cái bức tranh xong, mình đang dẹp màu và viết nè, mình đang dẹp. Mình sẽ review bức tranh mình nha các bạn. Review. Ok. Là mấy bức chữ của mình nè. Cho mình thì xấu lắm các bạn, không có cái gì cả đâu. Bức tranh đầu tiên mà mình muốn cho bạn xem đó chính là Lucky Goku. Goku Lucky nha các bạn. Đây nó đang trưởng Kamehameha trong đất nè. Rất đẹp luôn nè. Đây. Và bức tranh thứ hai đó chính là tóc của Goku thường dùng, và đây chính là vùng khuôn mặt khuôn dữ của Goku. Mình không có vẽ mặt giống Goku hung dữ nha, mình chỉ vẽ khuôn mặt, những khuôn mặt mà Goku thường hung dữ. Đây là khuôn mặt cực gắt luôn à. Bên đây chính là Goku God, Goku Super Saiyan God đang trưởng Kameha. Đây, tên mình luôn nè. Vì đó là cái tiếp theo, đó chính là Goku Lucky và Trou. Goku Lucky Trou có hai dây chuyền nè, một nè, hai nè. Đây là hai bộ áo các bạn cũng quen thuộc, gồng lên nè. Đây chính là, đây chính là Goku Ghost mình. Đây là nó đang gồng lên màu vàng. Đáng ra cái này không phải gồng lên màu vàng, mình chỉ trang trí cho nó đẹp thôi. Đuôi nè bị rách quần tùm lum tùm la nè. Bức tranh tiếp theo đó chính là Sandwich. Sandwich hai nhỏ nè, 50cm là mình vẽ một mắt nè. Tiếp theo đó chính là Goku bản năng vô cực. Bản năng vô cực chưa hình thành, chỉ mới xuất hiện thôi, đang dùng thì chiêu Kyoken nha bạn, Kyoken Kameha. Tiếp theo đó chính là Goku Trou, Goku Super Saiyan Go đang trưởng Kamehameha. Còn đó chính là những thể hiện của Goku nè. Bên đây là Vegeta đang khoanh tay nè các bạn. Còn đây chính là Goku mình vẽ tầm bậy, vẽ rất là xấu nha, vẽ tầm bậy đó các bạn. Tiếp theo đó chính là Super Saiyan 2 chuẩn bị lên Super Saiyan 3, chưa hình thành, mình chưa vẽ được cái quần. Đây nó đang gồng lên vàng nè. Đó chính là Goten nha các bạn, Goten nè, Goten. Tiếp theo đó chính là Goku mình chưa tô màu. Tiếp theo đó chính là Goku bản năng vô cực đã hình thành. Đây là bức tranh đẹp nhất của mình nè các bạn. Goku Super Saiyan 3, Goku bản năng vô cực chưa hình thành. Và tiếp theo đó chính là bức tranh Goku Blue nè. Đây. Đây. Và mấy cái này mình thì không cần vẽ, mấy cái này là những biểu mặt của Goku. Này, cũng không có vậy, ok. Thì mình video mình tới đây thôi. Nếu bạn thấy video này, đừng tiếc cho mình like, subscribe, đăng ký kênh nha.